Dạ vâng ạ, đồng hồ cổ Kingdom Time xin gửi lời chào đến tất cả các bác. Ngày hôm nay em xin giới thiệu một chiếc cuckoo tới từ đất nước Đức. Chiếc đồng hồ này được sản xuất vào những năm thập niên 50, 60. Nó là của hãng đồng hồ De Gula, một trong những hãng đồng hồ đầu tiên sản xuất được những chiếc cuckoo ạ. Kích thước của chiếc cuckoo này là với chiều cao là hơn 60 cm, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 13 cm. Các họa tiết hoa văn của nó đều đục thủ công. Chiếc này là đục thủ công các bác nhá. Với biểu tượng đầu hươu. Đấy là sừng hươu nó làm mà. Người ta làm với thiết kế nhìn nó rất gần quốc, nhìn rất thật. Hai khẩu súng ạ. Con chim và con thỏ và hình họa tiết của những chiếc lá. Đây là báo hiệu một cuộc đi săn thành công. Vỏ của đồng hồ là hoàn toàn bằng gỗ các bác nhá. Thân vỏ gỗ liền lạc. Nó đã trải qua theo năm tháng nhưng mà những cái chi tiết của nó còn rất là đẹp ạ. Không bị sứt mẻ gì hết ạ. Sau đây em xin gửi tới các bác âm thanh của chiếc đồng hồ ạ. Ba phút điểm chung một lần ạ. Chiếc này thì kêu rất lớn ạ. Tiếng rất lớn các bác nhé. Tiếng lớn là do thứ nhất là máy lớn và nó ăn hai củ tạ lớn đó. Hai củ tạ này rất nặng các bạn. Như vâng, chi tiết về chiếc đồng hồ này em sẽ có trên bài đăng của em. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ. Chúc các bác một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em.